Tiếp tục dòng chảy tin tức thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch bệnh COVID-19 kéo dài gây không ít khó khăn đối với đời sống, việc làm, thu nhập của người dân, người lao động và nhất là đối với lao động tự do, lao động di cư. Đến thời điểm này, mặc dù đã bước sang trạng thái bình thường mới, thế nhưng việc mưu sinh của người lao động không hề dễ dàng. Ngoài nỗ lực tìm kiếm việc làm, họ còn cố gắng thắt chặt chi tiêu để vượt qua đại dịch. Hơn 20 năm rời quê lên Hà Nội mưu sinh, chưa khi nào cuộc sống của bà Nhung lại khốn khó như lúc này. Nếu như trước đây, nghề may gia công mang lại cho bà thu nhập 10 triệu đồng một tháng, đủ chi phí sinh hoạt, nuôi hai con ăn học. Đợt dịch thứ tư, những khoản tiết kiệm cuối cùng đã hết. Các đơn hàng may ít ỏi, bà không biết tới đây sẽ phải xoay sở ra sao. Như tôi thì một mình tôi nuôi hai đứa con thì không có cái để ra được. Nói chung là đến tháng nào thì cũng chỉ hết tháng đấy thôi. Và qua cái thời điểm vừa rồi đấy thì giãn cách thì nói chung là cực kỳ là khó khăn. Nhưng mà thôi thì cũng mọi người cũng vượt qua được thì chúng tôi cũng phải cố gắng để vượt qua thôi. Bà Múi, lao động di cư bị kẹt tại Hà Nội trong đợt dịch bệnh lần thứ tư vừa qua. Những ngày giãn cách xã hội phòng chống dịch, bà được sự hỗ trợ tiền mặt và nhu yếu phẩm từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm để sinh sống qua ngày. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, bà tranh thủ đi thu gom đồng nát, thu nhập không ổn định, có ngày phải về tay không. Tôi cũng ở nhà đây là trước được mấy triệu rồi, là dịch 2-3 tháng nên là ở nhà rồi lấy cái tiền đấy rồi ăn. Với lại phụ nữ họ cho rồi công an phường thì xóm ở đây nữa là mỗi người cho tí gạo. Trước thì độc đi nông nhà nó rớt, nhưng mà từ cái hôm mà nó bị đau, nó có gai đôi cuộc sống ấy là độc đi nhặt được tí nào được. Tác động của dịch COVID-19 đã khiến lao động tự do rơi vào tình cảnh thất nghiệp, không hợp đồng lao động, nơi ở, việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh, khó khăn trong tiếp cận các gói an sinh xã hội. Thu nhập nó cũng bấp bênh, nói chung là cũng không đủ trang trải. Nhưng là chi phí đi thì gửi về cho con cái thì ít thôi, không đủ để nuôi con ăn học, vẫn phải đi vay mượn thêm. Trên thực tế thì ngay kể cả với cái nghị quyết 68 và với cái gói mà chúng ta tạm gọi là gói 26.000 tỷ vừa rồi thì nó cũng chưa phủ được hết. Bởi vì cái nhóm như thế thì như chúng tôi vẫn nói là cái nhóm này nó là một cái tảng băng chìm. Nếu mà chúng ta nhận diện từng cái nhóm đối tượng một, chúng ta sẽ thấy là nó rất là nhiều và không thể kể hết được. Thứ nhất, những nhóm lao động tự do, và ngay trong những nhóm lao động tự do hay là nhóm di cư, nó cũng đã có quá nhiều ngành nghề rồi, từ lao động xây dựng cho đến thu gom rác cho đến bán vé số vân vân. Rời quê lên thành phố lớn để mưu sinh với hy vọng cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, dịch COVID-19 kéo dài đang bào mòn những lao động nghèo và khiến họ rơi vào cảnh kiệt quệ. Tại khu vực phía Bắc, thị trường lao động đã chuyển biến tích cực khi mà hầu hết các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, bước vào trạng thái bình thường mới. Nhu cầu tuyển dụng có xu hướng tăng lên so với những ngày trước đó, nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiều lao động như ở một số tỉnh thành ở phía Nam. Ghi nhận của các phóng viên tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc đã cho thấy nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đã tăng trở lại sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được khống chế. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, anh Đỗ Văn Linh quyết định đi tìm việc làm mới. Tại thời điểm này, cũng có nhiều cơ hội việc làm dành cho người lao động có tay nghề với mức thu nhập ổn định. Trước dịch em là một nhân viên kỹ thuật, thì sau dịch em đang muốn tìm một công việc về kỹ thuật và về gần nhà để đảm bảo cuộc sống và với về gần với gia đình hơn. Em thấy có rất nhiều nhà tuyển dụng tiếp cận với các ứng viên, có chuẩn bị và sẵn sàng tiếp cận được khoảng 2 nhà tuyển dụng. Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc diễn ra hôm nay, khoảng 80 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng gần 10.000 vị trí công việc. Mức thu nhập của người lao động từ 5 đến 20 triệu đồng cho một người một tháng. Công ty tôi thì cũng đã có thêm các cái đơn hàng của đối tác cả nước ngoài và trong nước. Chính vì vậy là công ty tôi đang thiếu cái nguồn nhân lực cũng khá là lớn. Con số nó sẽ lên đến là 450 lao động. Đến thời điểm này thì cái nguồn cung về lao động thì cũng chưa thực sự là dồi dào, chưa thực sự là nhiều. Vì là các bạn còn đang e ngại về cái dịch Covid
lại đang tiếp tục hoành hành. Hiện tại thì chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng khoảng 50 nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Mức thu nhập của chúng tôi thì không giới hạn. Về thu nhập thì dựa trên năng lực và hiệu quả công việc. Chúng tôi có thời gian đầu chúng tôi hỗ trợ cho các bạn, thời gian đầu là 2 tháng để các bạn có thể tiếp cận với công việc và được đào tạo. Còn sau đó thì các bạn sẽ được hưởng theo doanh số. Sau 2 tuần nới lỏng các hoạt động hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế tại Hà Nội, người lao động đi tìm việc và doanh nghiệp tuyển dụng tăng so với trước, tập trung ở các ngành nghề điện tử, cơ khí, may mặc, các nhóm ngành nghề dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, công nghệ thông tin. 15 cái đầu điểm tại trên địa bàn thành phố Hà Nội và đặt tại các quận huyện thì cũng có 31 đơn vị doanh nghiệp tham gia. Và trong 31 đơn vị doanh nghiệp tham gia này cũng có gần 1.000 cái chỉ tiêu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Thì ở đây cũng là những cái cơ hội mà tìm kiếm việc làm và hỗ trợ cho người lao động tìm kiếm được những vị trí việc làm phù hợp nhất mà để mà có thể quay trở lại thị trường lao động sau cái thời gian giãn cách vừa rồi rất là nặng nề. Khảo sát về xu hướng tuyển dụng việc làm cuối năm cho thấy hơn 80% doanh nghiệp có ý định gia tăng hoạt động tuyển dụng, sản xuất và chế biến chế tạo đứng đầu trong 6 lĩnh vực dự kiến hoạt động tuyển dụng trở lại như trước khi xảy ra dịch COVID-19. Cơ hội việc làm đang mở ra cho người lao động. Còn tại các tỉnh thành phía Nam, thống kê đến giữa tháng 8 năm nay, có khoảng 2,5 triệu người lao động phải ngừng việc, chiếm 70% số lao động phải ngừng việc trong cả nước. Trong khi hơn một tháng qua, do tâm lý lo sợ lây nhiễm, cùng với đời sống khó khăn do không có việc làm và thu nhập, hàng triệu người lao động đã tiếp tục rời các trung tâm công nghiệp lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai để trở về quê. Sau khi nhiều tỉnh thành phía Nam nới lỏng giãn cách, các doanh nghiệp cũng đã hoạt động trở lại và đối diện với bài toán thiếu hụt lao động trầm trọng. Đây là bài toán khó cho doanh nghiệp khi bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất hiện nay. Sau khi Bình Dương nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đến nay khoảng 85% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Mặc dù tình hình dịch bệnh đã giảm nhưng tâm lý của nhiều người vẫn còn lo ngại, chưa sẵn sàng trở lại nhà máy làm việc. Khoảng 80% trong số gần 1,3 triệu công nhân trên địa bàn tỉnh này là lao động nhập cư. Đợt dịch thứ tư kéo dài nên rất nhiều người đã về quê, ước tính hơn 300.000 trường hợp. Dự báo từ đây đến cuối năm, Bình Dương có thể thiếu hụt 40.000 đến 50.000 lao động. Số lượng doanh nghiệp đi vào hoạt động rất là cao và trong số đó thì nhiều cái nhà máy, doanh nghiệp cũng sẽ từ hoạt động ba tại chỗ sẽ quay về hoạt động bình thường. Tôi nghĩ rằng cái số lượng việc làm sẽ tăng lên rất là cao. Và những người lao động ở các địa phương bạn mà hiện nay trong thời gian tạm trú ở đây sẽ tiếp tục có cơ hội việc làm. Bên cạnh đó thì hiện nay Trung ương đang triển khai thực hiện cái gói chính sách an sinh xã hội, trong đó tiếp tục thực hiện cái hỗ trợ người lao động bị mất việc làm và cái bảo hiểm xã hội, cái gói bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động ở lại cũng sẽ được tiếp tục thụ hưởng cái chính sách này. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp cũng đang gặp nhiều khó khăn trong thu hút lao động. Như với công ty này, lượng lao động hiện thời chỉ mới bằng 70% so với lúc bình thường, dù đã nỗ lực tuyển dụng. Một số mà lao động về quê hiện tại họ đang rất là lưỡng lự. Tâm lý là họ cứ cho là không biết cái tình hình dịch bệnh của Sài Gòn thực sự là ổn chưa. Rồi thứ hai nữa là nó gần dịp Tết cuối năm, thì họ cứ nói là thôi họ chờ để coi qua Tết rồi họ mới lên. Giờ đến Tết là tình hình lao động, nhất là lao động phổ thông, nó sẽ là khan hiếm ạ. Giờ anh em công nhân là vận động với nhau, ai mà giới thiệu được một người hay vận động một người lên làm được một tháng thì thưởng mỗi người bao nhiêu tiền để công nhân họ tác động với nhau á. Theo Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 22 tháng 10 có 91% doanh nghiệp của các khu công nghiệp đã trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới, nhưng chỉ có khoảng 70% lao động trở lại làm việc, khoảng 100.000 lao động còn ở các tỉnh. Cái nhu cầu mà cần tuyển lao động của các doanh nghiệp hiện nay đó là khá lớn. Bởi vì cái phục hồi sản xuất của họ đó là phát triển theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Nên là cái lượng lao động mà đi về quê rồi đó, bây giờ quay trở lại thì nó cũng giống như là nhỏ giọt vậy đó, nó chưa đáp ứng được đầy đủ. Hiện tại là rất nhiều doanh nghiệp cũng đã đang rất là chủ động trong cái việc là liên hệ với người lao động, và thậm chí có một số đơn vị là cử xe đưa về tận quê rước người lao động lên làm luôn. Ở các cái tỉnh như thì Sóc Trăng và Trà Vinh cũng có liên hệ với tôi, Hà Tĩnh nữa có liên hệ với tôi. Tức là hiện giờ người lao động cũng đang tìm việc ở dưới, nhưng mà cái năng lực mà để cung cấp cái nhu cầu, đáp ứng nhu cầu lao động ở dưới tỉnh thì không đáp ứng nổi. Thì cũng có kết nối trung tâm, trong vòng 2 tuần tới sẽ đưa lực người lao động các tỉnh nó vào.
cuối năm là khoảng thời gian quan trọng để các doanh nghiệp nỗ lực tận dụng nâng cao hiệu quả năng suất để hoàn thành đơn hàng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, nhất là nhu cầu mua sắm tiêu dùng theo mùa nước. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và trong bối cảnh thiếu hụt lao động tại các khu vực phía Nam như hiện nay, thì đây là bài toán khó cho các doanh nghiệp khi bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất theo chủ trương mới của chính phủ là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Có thể thấy là dịch COVID-19 đã tác động lớn đến thị trường lao động việc làm Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn. Theo thống kê, tỷ lệ thất nghiệp gần 4%, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm tăng cao chưa từng có. Do đó, cần phải có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao kỹ năng, nguồn nhân lực nhằm khôi phục và phát triển thị trường lao động. Đặc biệt là việc tạo việc làm, nâng cao kỹ năng của người lao động. Do cơ cấu lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, nên doanh nghiệp nơi anh Hiền làm việc cho hàng loạt lao động nghỉ việc. Công ty chỉ giữ lại số ít lao động có yêu cầu phù hợp để duy trì sản xuất. Trong thời gian vừa qua do dịch bệnh COVID ấy, thì cũng là công ty cũng khó khăn, cũng giảm bớt nhân sự ấy, thì là cũng không có việc làm. Chỉ thiêu mấy tháng vừa rồi cũng một thời gian là công ty cũng hỗ trợ một phần nào đấy, nhưng mà cũng thời gian dài quá không có công việc thì cũng khó khăn. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến quý 3 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp ở nước ta gần 4%, gần 2 triệu người thất nghiệp. Theo các chuyên gia, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đang gặp phải tình trạng khi dịch COVID-19 xảy ra thì tỷ lệ thất nghiệp rất lớn, lao động rời thị trường nhiều. Ngược lại, khi kinh tế phục hồi, doanh nghiệp sản xuất trở lại thì thiếu hụt lao động xảy ra. Các doanh nghiệp phía Nam báo cáo là gần như là quay trở lại sản xuất mới được có khoảng 6-70% và thiếu lao động trầm trọng vì lao động là họ rút về quê hết rồi và hiện giờ thì cũng chưa thể lên được. Ngay cả hãng Samsung là lớn nhất tại khu công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh là quay trở lại làm việc là chưa được 70% đâu. Dự thảo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2022-2023 đang được xây dựng. Việc hỗ trợ an sinh xã hội, đào tạo nghề, phát triển thị trường lao động cũng là một trong những nội dung quan trọng. Nhiều giải pháp đang được nghiên cứu để hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có vấn đề đào tạo nghề nghiệp, kết nối cung cầu lao động để góp phần đảm bảo chuỗi cung ứng lao động, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Để cho người lao động thích ứng được với cái thị trường lao động mới do ảnh hưởng của đại dịch Covid ấy, thì chúng tôi đã thiết kế và đã đề xuất, hiện nay đang có cái chương trình, có cái chính sách là sử dụng 4.500 tỷ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Và cái tiền này là tiền là hỗ trợ, là hoàn toàn là hỗ trợ là 100%, hỗ trợ cho không, để cho các doanh nghiệp sử dụng cái tiền đó để đào tạo lại cho người lao động thích ứng với điều kiện sản xuất mới, thay đổi về cơ cấu sản xuất và cơ cấu sản phẩm. Theo các chuyên gia, việc khôi phục lại hoạt động doanh nghiệp cần 4 chính sách, đó là phúc lợi cho lao động nhập cư, chính sách xã hội và an sinh xã hội, y tế phòng chống dịch và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Rõ ràng là thị trường lao động Việt Nam đang tồn tại những vấn đề tiềm ẩn mang tính dài hạn ở cả phía cung lẫn phía cầu lao động. Và dịch COVID-19 là cú sốc để cho những hạn chế đó bộc lộ sớm hơn. Để chuẩn bị cho phục hồi và phát triển kinh tế, những nguy cơ tiềm ẩn của thị trường lao động cần được theo dõi, đánh giá và có phương án xử lý ngay từ bây giờ, giảm thiểu cú sốc thiếu hụt lao động khi nền kinh tế mở cửa trở lại, đảm bảo cơ sở vững chắc để nhanh chóng đẩy mạnh kinh doanh sản xuất ngay khi dịch bệnh được khống chế hoàn toàn. Nội dung của Chuyện Trong Ngày đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.